Năm con giáp được thần tài quý nhân che chở, làm đâu thắng đó, hốt vàng, hốt bạc của thiên hạ trong ngày 13 tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ngày 13 tháng 3 âm lịch, năm con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Người ta thường nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đủ để thấy, muốn thành công thì cần phải có sự hội tụ đầy đủ của các yếu tố. Đấy. Đó là cái sự nỗ lực cố gắng của bản thân, cái sự giúp đỡ của những người xung quanh và một chút cái may mắn do thiên thời nó mang lại. Và ngày 13 tháng 3 âm lịch là cái lúc mà thiên thời rất là tốt với năm con giáp này. Đấy. Để cho quý vị thực hiện những cái kế hoạch, những cái dự định và gặt hái được những cái thành công trong công việc. Không chỉ thế, các bạn còn được quý nhân trợ giúp khiến cho công việc nó được thuận lợi, hanh thông một cách bất ngờ. Vận tài lộc của các bạn cũng sẽ vô cùng được thuận lợi. Tuy không đến mức phát tài ngay trong một đêm, nhưng mà cũng khá là rủng rỉnh trong cái chuyện chi tiêu, không phải lo cái chuyện cơm áo gạo tiền. May mắn hơn nữa, khi mà nhân duyên cũng được hưng vượng. Những người độc thân thì có đào hoa nên là có thể tìm thấy cái người yêu của đời mình. Nhưng quý vị cũng cần phải biết nắm bắt thì mới được như ý. Bên cạnh đó, gia đạo thì hài hòa, nồng ấm. Các cặp đôi thì có thể đón tin vui trong cái chuyện con cái hoặc là về chung một nhà. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong ngày 13 tháng 3 âm lịch ngày Ất Mão. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày 13 tháng 3 âm lịch ngày Ất Mão thì đó chính là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, những người tuổi Tuất được cục diện là Mão Tuất nhị hợp thì nhờ có cục diện nhị hợp nó nâng đỡ mà những người tuổi Tuất có thể xây dựng được những cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Các bạn nhiệt tình giúp đỡ những người khác nên là cũng được mọi người giúp đỡ khi mà gặp phải khó khăn. Trong ngày hôm nay thì mọi việc đều được giải quyết thuận lợi hanh thông. Vận trình của những con giáp này thì nói chung cũng có nhiều cái phần khởi sắc hơn thời gian trước đó. Nhưng mà đôi khi vẫn chưa thực sự rõ ràng. Mưu sự vẫn cần phải thận trọng thì mới mong có được cái thành công rực rỡ. Các bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi mà đưa ra bất cứ cái quyết định gì. Tránh nóng vội kẻo lại sôi hỏng bỏng không. Với những người làm ăn kinh doanh thì đây là cái thời điểm thích hợp để các bạn ký kết hợp đồng, hợp tác với đối tác và với khách hàng. Ký hợp đồng vào trong ngày hôm nay cũng sẽ khiến cho đôi bên hợp tác ăn ý, tìm ra những cái hướng đi đúng đắn để lợi nhuận đổ vào túi nhiều hơn. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay thì lại gặp cục diện là Mão Mộc khắc Tuất Thổ. Vậy nên nó cho thấy các mối quan hệ gia đình của những con giáp này lại không được thuận lợi như ý. Có lẽ các bạn cần phải hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn. Không nên thiếu kiên nhẫn với những người mình thân yêu nhất. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và để bảo vệ cái hạnh phúc của mình đang có thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi được cục diện Hợi Mão Mùi là tam hợp. Thêm nữa, trong ngày hôm nay những người tuổi Hợi lại được chính ấn nó soi chiếu. Cái sự nghiệp của những người tuổi Hợi cũng đang có những cái bước phát triển rực rỡ rõ ràng. Các bạn bắt được vào cái guồng quay của tập thể và sẵn sàng cống hiến cái sức lực của mình để tập thể có những cái bước tiến triển vượt bậc đấy và tiến đến cái thành công rực rỡ. Thêm nữa, lại dưới cái sự phù trợ của cục diện tam hợp Hợi Mão Mùi mà trong ngày hôm nay những người tuổi Hợi bắt tay vào làm việc gì cũng sẽ được thuận lợi. Chỉ cần các bạn xác định được cái mục tiêu đúng đắn cho mình và cố gắng hết sức để mà thực hiện thì các bạn sẽ đạt được những kết quả khả quan như ý. Những người tham gia thi cử tuyển dụng trong ngày hôm nay cũng hứa hẹn nhận được những cái tin mừng nó ghé thăm. Nhân cái thời điểm xã giao hài hòa, các bạn cũng nên bắt tay vào thực hiện những cái kế hoạch mà các bạn đặt ra từ trước đó. Thêm nữa, tình hình kinh tế cũng có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc nhất định. Những người làm công ăn lương cũng sẽ được thưởng nóng, thậm chí là được tăng lương, tăng thưởng nhờ vào những cái thành tích cố gắng của mình đã gặt hái được trong suốt thời gian vừa qua. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì cũng nên nhân cái thời điểm này để mà ký kết hợp đồng, mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh buôn bán của mình. Thời điểm này các bạn có nhiều cái cơ hội gặp được những đối tác đầy triển vọng và có được những cái hợp đồng bạc tỷ trong tay. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người độc thân cũng sẽ bước ra khỏi cái ám ảnh trong quá khứ và sẵn sàng mở lòng mình với những cái đối tượng đầy triển vọng. Cái trạng thái tinh thần tích cực cũng sẽ khiến cho cuộc sống của các bạn nhanh chóng sang trang. Vậy nên Quý vị hãy sẵn sàng đón chờ những điều tốt đẹp nhất đến với mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày 13 tháng 3 âm lịch ngày Ất Mão thì đó chính là những người tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi được cục diện là Hợi, Mão, Mùi là tam hợp. Đấy. Nói chung ấy, con giáp này có thể hoàn toàn yên tâm trong cái vận trình của tháng nhờ có sự xuất hiện của cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ. Công việc cũng thuận lợi đó. Nói chung ấy, sở cầu như nguyện, làm gì cũng đạt được những cái thành quả đáng mừng. Bên cạnh đó, trong cái ngày hôm nay ấy, lại có quý nhân phù trợ. Những cái lúc khó khăn thì đều nhận được cái sự trợ giúp kịp thời. Những cuộc bắt tay hợp tác cũng đem về cho những người tuổi Mùi ấy, nói chung những cái kết quả tốt đẹp, không phải lo đơn thương độc mã nữa. Các hạng mục kinh doanh buôn bán thì đều diễn ra đúng với cái kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn đọng trước đó cũng sẽ được giải quyết nhanh gọn. Bên cạnh đó, tinh thần hăng say cũng giúp cho quý vị đạt được cái hiệu suất cao, đôi khi còn khiến cho những người xung quanh phải ngỡ ngàng. Thêm nữa, tin vui là cái cục diện tam hợp Hợi, Mão, Mùi ấy, nó cũng sẽ giúp cho tài vận của những người tuổi Mùi được chuyển biến tích cực, có những cái bước tiến đột phá trong cái thời gian này. Theo đà công việc tăng tiến nên là tài lộc nó cũng được khởi sắc hơn trước. Chính tài thì tăng nhẹ, những người làm công ăn lương thì vẫn có cái thu nhập ổn định nên là không lo thiếu thốn. Với những cái năng lực mà các bạn đang thể hiện, các bạn hoàn toàn có cơ hội để mạnh dạn hơn, đưa ra những đề xuất tăng lương, tăng thưởng với một cái mức lương xứng đáng với công sức của mình bỏ ra. Tất nhiên ấy, có làm ắt sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì nói chung ấy, thứ tài cũng được khởi sắc đó. Nó lợi cho những người kinh doanh buôn bán, đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh luôn có thể đưa ra những quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục cái mục tiêu lớn hơn. Những người nào mà có ý định khởi nghiệp hoặc là kinh doanh thì có thể bắt đầu vào trong cái thời điểm này cũng khá là phù hợp. Bên cạnh đó, đây cũng là một cái tháng có đào hoa nở rộ. Vậy nên trong ngày hôm nay ấy, thì những người tuổi Mùi nói chung ấy sẽ có lợi trong vận trình nhân duyên. Điều này có lợi nhất với những người độc thân. Bản mệnh gì mở rộng được các mối quan hệ, được mai mối, được giới thiệu cho những cái đối tượng phù hợp. Nhiều cái mối nhân duyên tốt lành nó cũng đưa tới cửa. Đây là cái dịp để các bạn có thể tìm được cái đối tượng phù hợp. Nếu mà thấy tiêu chuẩn của mình ấy, quá cao thì quý vị có thể là gì? Nên xem xét lại và mở lòng mình ra để cho đối phương một cơ hội. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong ngày 13 tháng 3 ấy, đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, cái vận trình tổng quan của những người tuổi Thân trong cái thời gian này khá là cát lành. Tuy nhiên, quý vị cũng cần phải lưu ý một vài cái khó khăn nó có đến với quý vị. Trong thời gian này, mặc dù là sức ép công việc hơi là khá lớn, áp lực cũng như là căng thẳng hơn, lộ trình thăng tiến của quý vị vẫn được hanh thông thuận lợi, mang đến nhiều dấu hiệu tích cực được thăng quan tiến chức hoặc là gì giúp thay đổi những vị trí công việc tốt hơn. Bên cạnh đó, cái nhân duyên tốt lành nó vừa thúc đẩy cái mối quan hệ hảo hữu, vừa mở ra nhiều cái cơ hội làm quen với những người có quyền có thế, nâng cao cái khả năng cạnh tranh trên con đường quan lộ, đồng thời cũng thúc đẩy cái tình duyên được khởi sắc đó trong thời gian này. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian này thì cái cát tinh nó cũng mang đến cái vận quý nhân giúp cho những người tuổi Thân ấy, đạt được những cái sự hỗ trợ về kiến thức hoặc là về mặt tài chính, từ đó mở mang đầu óc, thúc đẩy động lực phấn đấu cũng như là cái tham vọng thành công hơn trước của bản thân. Vì thế mà quan lộ cũng được thêm mở rộng thênh thang. Trong thời gian này có dấu hiệu thay đổi cái chức vụ hoặc thăng quan tiến chức. Có điều quý vị cũng cần phải chủ động nắm bắt, do dự sẽ khiến cho cơ hội bị rơi vào tay người khác. Bên cạnh đó, công việc đang trên đà thuận lợi thăng tiến, nó kéo theo cái vận trình tài chính của những người tuổi Thân ấy, cũng sẽ được củng cố và ổn định hơn. Có điều ổn định cũng sẽ khó có sự đột phá lớn. Nếu mà muốn đạt được cái điều đó thì quý vị cũng cần phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, bằng công sức, thậm chí là bằng cả mồ hôi nước mắt nữa. Nếu mà đầu tư thì chỉ nên là đầu tư nhỏ giọt, tránh tình trạng là dồn dập hùn vốn, kẻo lại bị kẻ xấu lừa gạt, dẫn đến tình trạng là tiền mất tật mang, vướng vào cái chuyện kiện tụng thị phi pháp luật. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì nói chung những cái hỷ tín nó liên tiếp nó báo về, đào hoa thì nở rộ, mang đến cái vận trình là hanh thông thuận lợi đó, giúp cho quý vị vô cùng là thoải mái với những người mình thương yêu nhất. Nhất là trong thời gian này, những ai còn độc thân thì tình duyên cũng được khởi sắc, dễ tìm được những người ưng ý, đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn của mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 trong cái ngày 13 tháng 3 âm lịch ngày Ân Mão, đó chính là những người tuổi Dần. Những người tuổi Dần được cục diện là Dần, Mão, Thìn là tam hội. Nói chung ấy, cái cục diện tam hội nó giúp sức, những người tuổi Dần vẫn nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay. Các bạn có thể chạm tay vào những cái cơ hội đáng quý, khiến cho con đường công danh sự nghiệp được mở rộng hơn hẳn. Với những người làm lãnh đạo thì các bạn cũng nhận ra được những cái nhân viên tiềm năng và tâm huyết cho công việc. Hãy có kế hoạch dìu dắt nâng đỡ đối phương, vì trong tương lai họ sẽ trở thành những cái cánh tay đắc lực của các bạn. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay thì mộc khí nó vượng, bản mệnh cũng dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc là bị thương ở chân tay. Vì thế, các bạn nên chú ý vận động hoặc là lao động hợp lý. Đừng có bắt bản thân lao động quá sức, kẻo lại gây ra những cái di chứng đó. Thêm nữa, ngày hôm nay thì cái vận trình nhân duyên nó cũng khá là hài hòa, do là hai hành mộc tương hòa. Nói chung không có những mâu thuẫn, không có những cái xung khắc cãi vã nào xảy ra. Vì vậy, đây cũng là một cái thời điểm khá là may mắn. Thêm nữa, trong ngày hôm nay Dần Ngọ Tuất thì đào hoa tại Mão. Ngày hôm nay thì có đặc đào hoa tinh nó chiếu mệnh. Vì thế mà những người độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được cái nửa kia của mình. Còn các cặp đôi thì cũng khá là hài hòa, yên ấm đó. Biết thông cảm, biết sẻ chia những cái nỗi niềm của nhau, nên là giúp cho cái vận trình nó ngày càng được hanh thông thuận lợi. Vì thế, để tăng cường cái vận trình nhân duyên và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, cái cục diện tỷ kiên nó xuất hiện trong ngày hôm nay với những người tuổi Mão, nó sẽ thúc đẩy những người tuổi Mão kiên định với những cái mục tiêu của mình. Các bạn sẵn sàng bắt tay vào công việc mà không cần bất cứ ai thúc giục. Thậm chí các bạn còn hoàn toàn bỏ ngoài tai những ý kiến xung quanh của mọi người. Thưa quý vị, quyết tâm là tốt, xong các bạn cũng cần tránh biến mình thành một kẻ mù quáng bảo thủ. Trước khi làm việc gì, các bạn cũng cần phải đánh giá vấn đề, dự đoán những cái thuận lợi và những khó khăn có thể gặp phải, đồng thời cũng học cách lắng nghe các quan điểm trái chiều. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc trong ngày hôm nay của những người tuổi Mão ấy, thì nhìn chung cũng khá là sáng sủa. Các bạn càng chăm chỉ làm việc bao nhiêu ấy, thì công sức của các bạn càng được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu. Với những người làm công ăn lương thì các bạn cũng sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng vì những cái thành tích đóng góp cho cái tập thể. Một số người còn được chạm tay vào cái cơ hội tăng lương hoặc là thăng quan tiến chức. Đây là cái động lực để các bạn tiếp tục cố gắng và tin tưởng hơn vào cái tương lai của mình. Với những người làm kinh doanh buôn bán, các bạn sẽ khá là xông xáo, nhiệt tình, nên là cũng sẵn sàng thử sức mình trong những cái hạng mục khác nhau, từ đó cũng thu về được những khoản lợi nhuận đáng kể. Thì ngoài ra, với cái cách đánh giá vấn đề đúng đắn, các bạn cũng sẽ lường trước được những cái nguy cơ để mà tránh ngay lập tức. Tất nhiên, để kiếm được tiền về đầy túi thì các bạn cũng sẽ phải khá là vất vả, khá là bôn ba. Nếu mà có việc cần phải đi công tác trong thời gian này, quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để có được những cái may mắn đến với mình nhé. Thêm nữa, trong ngày hôm nay thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi Mão cũng khá là thuận lợi, hanh thông. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 6 con giáp may mắn, đúng không ạ? Và trong ngày 13 tháng 3 âm lịch, ngày Ất Mão, 6 con giáp may mắn này sẽ có được cơ hội được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thần tài ghé thăm. Đó là những con giáp sau đây. 1 là tuổi Tuất, 2 tuổi Hợi, 3 tuổi Mùi, 4 tuổi Thân, 5 tuổi Dần, 6 tuổi Mão. Đây là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.